Gumi's Bank. Chắc hẳn các bạn tân sinh viên đang rất háo hức trải nghiệm những tiết học đầu tiên trên giảng đường đại học đúng không nào? Sẽ có rất nhiều điều mới lạ và thú vị, cũng như là sẽ có những điều khó hiểu và đáng sợ nữa. Vì sao lại đáng sợ nhỉ? Nếu như cấp 3 thì chúng ta sợ những môn như là văn, toán, lý, hóa. Thực ra thì mình sợ hầu hết tất cả các môn. Thì đến với đại học chúng ta lại có những nỗi sợ riêng. Sau khi chúng mình có một buổi phỏng vấn với hơn 100 bạn sinh viên thì chúng mình đã cho ra đời một bảng xếp hạng cực kỳ thú vị. Đó là bảng xếp hạng top 7 môn đáng sợ nhất thời đại học. Hãy cùng đón xem nhé! Trước tiên, môn học ít đáng sợ nhất sẽ là gì nhỉ? Đó là Physical Education. Nhắc lại cùng mình nhé! Physical Education. Tại sao nó lại đáng sợ nhỉ? Một số bạn lại quá chán nản vì không được chọn những môn theo sở thích của mình. Thay vì mê lì về bóng rổ, bóng đá, các bạn ấy buộc phải chọn khiêu vũ hay aerobics. Một số bạn thì có lý do về sức khỏe. Physical education is such a nightmare. Thể dục đúng là một cơn ác mộng. Sau thể dục, chúng ta sẽ đến với môn học ở vị trí số 6, xác suất thống kê. Introduction to Probability and Mathematical Statistics. Hay nói một cách chính xác và đầy đủ là giới thiệu về xác suất và thống kê toán học. Có nhiều bạn tâm sự với mình rằng đã cố tình vào những trường chuyên xã hội để tránh không phải học toán rồi mà vẫn đụng phải anh xác suất thống kê này. I have taken Introduction to Probability and Mathematical Statistics twice, but I haven't passed it yet. Tôi đã học môn xác suất thống kê đến 2 lần rồi nhưng vẫn chưa thể qua môn. Năm, không phải bộ môn nào khác ngoài tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta có hai kết quả bộ môn này. Kết quả thứ nhất là Hồ Chí Minh's Thought và kết quả thứ hai là Hồ Chí Minh's Ideology. Cả hai kết quả này đều đúng, nhưng khi nói về một môn học thì chúng ta thường dùng danh từ có hậu tố là logy. Hậu tố logy thì có nghĩa là sự nghiên cứu, hay trong tiếng Việt chúng ta hay gọi là học. Ví dụ như là biology là sinh học, hoặc là astrology là thiên linh học. Vì vậy, bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh nếu dùng với Hồ Chí Minh's Ideology thì sẽ chính xác hơn rất nhiều đấy. Và chiếm trệ ở vị trí thứ tư, môn học đã hạ gục rất nhiều sinh viên không chỉ một lần, đó là Logic học. Hay trong tiếng Anh đơn giản hơn nhiều, đó là Logic. Nhắc lại cùng mình nhé, Logic. Logic học là môn học đòi hỏi tư duy trừu tượng rất cao cùng với rất nhiều phép tính con số cũng như là kiến thức phong phú về mặt xã hội. Tuy nhiên, nhiều lúc sinh viên học thì hiểu đấy, nhưng mà lúc thi thì mọi thứ lại đảo lộn hết cả lên. Vì vậy, giáo viên rất cố gắng thay đổi cũng như luôn đặt ra một câu hỏi. What can we do to make logic an interesting subject? Chúng ta phải làm gì để khiến logic trở thành một môn học thú vị được đây? Hy vọng các thầy cô sớm tìm ra phương pháp giúp sinh viên thoát khỏi nỗi ám ảnh của bộ môn này. Chúng ta đang tiến dần đến những ngôi vị top đầu trong những môn học đáng sợ nhất. Và đúng ở vị trí thứ 3 là bộ môn chỉ cần nhắc tên đến thôi là nhiều sinh viên đã giật bắn mình. Đó là toán cao cấp, Calculus. Nhắc lại với mình nhé, Calculus. Toán cao cấp là môn học đại cương gần như bắt buộc ở tất cả các trường. Tuy nhiên cũng có rất nhiều bạn sinh viên may mắn né được nỗi ám ảnh này. Giống như mình vậy. I'm very happy because I don't have to study Calculus. Tôi rất vui vì tôi không phải học toán cao cấp. Số đông không may mắn như vậy thì vẫn luôn tham vãn về ứng dụng thực sự của toán cao cấp không được nhiều. Vậy theo bạn, toán cao cấp là gì? Theo mình nhận định thì môn học này vừa sức với giáo viên. Môn học này cũng làm cho tiền tiết kiệm để lấy vợ của mình vơi đi ít nhiều. Đây là môn đầu tiên cho mình cảm giác rằng trường đại học không phải điều đáng sợ nhất. Trong bảng xếp hạng lần này, ngôi vị Á quân và quán quân vẫn bám đuổi nhau rất quyết liệt. Và môn học nào thì cũng xứng đáng cho ngôi vị đầu bảng cả. Vậy, Á quân lần này sẽ là ai? Và Á quân lần này thuộc về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mark Lenin, Principles of Marxism and Leninism. Đến đây thì chắc chắn 99% các bạn đang xem video này sẽ quay ra nhìn nhau với ánh mắt đồng cảm. Đã là sinh viên thì ai cũng sẽ phải đối mặt với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mark Lenin. Và chắc chắn ước muốn duy nhất của các bạn sinh viên lúc này có lẽ là I dream of passing Principles of Marxism and Leninism. Ước gì tôi qua được môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mark Lenin. Và quán quân của bạn xếp hạng lần này là một bộ môn rất quen thuộc của chúng ta, đó là bộ môn Anh văn, English. Các bạn nhắc lại cùng mình nhé, English. Đối với nhiều bạn, đây là bộ môn dễ thở và dễ được A cộng nhất, nhưng
lối với nửa còn lại của một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhiều bạn lần đầu nói chuyện với người nước ngoài luôn tỏ vẻ sợ hãi và lo lắng vì sợ người ta không hiểu. Nhưng có một lần em Mê đã từng nói: "Now don't worry, don't be shy. We're only foreigners. We're not going to eat you. And honestly, it's okay." Bởi vì ba lý do thứ nhất tâm lý sợ sai, ngại giao tiếp, lý do thứ hai luôn phải chuẩn chỉnh ngữ pháp trong đầu rồi mới dám nói, và lý do cuối cùng là phương pháp học vẹt, học thuộc lòng. Tất cả vì ba lý do đấy mà đã hạn chế khả năng phát triển tiếng Anh của chúng ta. Nhiều bạn không ra được trường vì không đạt được chuẩn đầu ra tiếng Anh, nhưng đừng lo, Eli sẽ cùng bạn học và chia sẻ những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả để vơi dần nỗi sợ tiếng Anh. Vậy là hôm nay Ruby đã giới thiệu với các bạn top 7 môn học đáng sợ nhất thời đại học, đúng không nào? Vậy môn học đáng sợ nhất của bạn là gì? Hãy bình luận bằng tiếng Anh ngay xuống dưới đây nhé! Và dù môn học có khó khăn như thế nào thì các bạn hãy cố gắng vượt qua nó nhé! Chúc các bạn may mắn và luôn luôn tiếp tục theo dõi cũng như ủng hộ Eli. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!